Thưa quý vị, trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương Giáo hội về phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam một số tỉnh thành đã tổ chức chư Tăng Ni về tự viện địa phương, tâm niệm an cư tại chỗ, tránh tụ tập đông người tại các hạ trường. Ngay từ đầu tháng 8, trước sự bùng phát của dịch COVID-19, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản hướng dẫn cho các hạ trường trên địa bàn về việc chấp hành chỉ đạo giãn cách, tránh tụ tập đông người của Chính phủ và Trung ương Giáo hội. Theo đó, các vị hành giả đã được trở về các tự viện để thực hiện tâm niệm an cư tại chỗ. Lễ Bố Tát vào ngày 18 tháng 8 nhằm ngày 29 tháng 6 âm lịch sẽ tiến hành theo hình thức cấm túc an cư tại chỗ. Còn ở tỉnh Gia Lai, hơn 400 hành giả an cư tập trung ở 6 trường hạ đều đã được về các tự viện để tiếp tục mùa an cư kết hạ. Cùng với đó, tất cả các hoạt động Phật sự cũng đã bị hoãn và sẽ chỉ hoạt động trở lại khi tình hình dịch bệnh được khống chế. Ngoài ra, các tự viện trên địa bàn đều có thông báo đến quý Phật tử các giới hạn chế lên chùa và tránh tụ tập trên 30 người.